Mẹ. Mày đi đâu vậy? Hả? Mẹ có biết con tìm mẹ khắp nơi hay không? Mẹ có làm sao không? Mẹ có bị thương ở đâu không mẹ? Hả? Phương ơi, cái chỗ này giống hệt như ngày xưa mà nhà mình đến đây chụp hình đó con. Có phải vậy không? Cái bữa đó đó, gia đình mình dậy sớm lắm, mình mặc đồ đẹp, mình làm tóc đẹp nè. Hai đứa còn cằn nhằn mẹ sao mà nhiều thủ tục quá. Nhưng con phải công nhận là bức ảnh nó thiệt là đẹp không con? À, mẹ bắt ba con á, 5 năm một lần là cả nhà mình tới đây nè để mà chụp hình gia đình. Nhưng mà không ngờ cái bức ảnh đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mẹ, đâu ai biết trước điều gì xảy ra đâu mà mẹ. Mẹ không ngờ ba của con lại ra đi sớm quá. Còn mẹ, mẹ sắp sửa mất đi những ký ức tươi đẹp của mình rồi. Mẹ đừng nói vậy mà mẹ. Tất cả là lỗi do con, tại con hết. Con là thằng con bất hiếu, mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Con ơi, mẹ sợ quá. Mẹ sẽ mất sạch những ký ức của mình sao? Nếu như lúc đó mẹ sẽ quên mất hết các con thì mẹ sẽ làm như thế nào? Còn các con, các con sẽ chỉ nhớ những hành động, những việc mà mẹ làm không phải với các con. Mẹ đừng nói vậy mà. Bệnh của mẹ chỉ cần điều trị uống thuốc sẽ khỏi thôi. Con sẽ bảo vệ cho mẹ. Mẹ đừng lo nha mẹ. Mẹ cố gắng lên. Mẹ sợ quá. Đây, con có mua sổ tay cho mẹ để ghi chép lại nè. Mẹ phải ghi chép lại hả? Đúng rồi, quyển này đi. Rồi, cái viết nè, rất hợp style công chúa của mẹ đó. Anh Phương. Gì? Sao mà anh nói mẹ là công chúa? Mẹ phải là mẫu hậu của hai chàng hoàng tử giống như là anh em mình chứ. Thôi còn việc kiểm tra cứ để em. Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ viết. Mẹ đâu phải con nít đâu mà kiểm tra chứ kiểm đồ. Mẹ à, bây giờ hai tụi con là hai vị bác sĩ sẽ chăm sóc cho mẹ đó. Cho nên á, mẹ phải nghe lời nghe chưa. Không được làm ăn bác sĩ đâu đó. Anh Phương nói đúng đó. Mẹ mà cứ như vậy là tụi con buồn. Mẹ, mẹ đã chăm sóc hai anh em tụi con từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành như bây giờ. Bây giờ tới lúc hai anh em tụi con báo hiếu mẹ rồi. Phiền phức quá. Mà nè, không chịu đi làm sao? Tụi con bị đuổi việc á, thất nghiệp là mẹ không có nuôi nổi đâu đó. Mẹ yên tâm, mẹ có hai người con trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Làm sao mà bệnh viện nỡ đuổi hai người giỏi như vậy vì một chút chuyện gia đình chứ. Mẹ yên tâm đi, bệnh nhân của con ngày hôm nay á đã được như chăm sóc rồi, cho nên á con sẽ có thời gian ở đây với mẹ. Ăn nhỏ rồi mẹ. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.